Hello anh em, chào mừng mọi người đã đến với Flamingo Official, kênh chuyên làm nội dung về game, crypto và rất nhiều những thứ linh tinh khác. Đừng tiếc vài giây để subscribe cũng như là like video để luôn cập nhật những video mới nhất nhé. Giờ thì mời anh em xem video. Ok, thì như tiêu đề của clip thì trong clip này mình sẽ giải thích cho anh em hiểu NFT là gì một cách đơn giản nhất và dễ hiểu nhất nhé. Nếu hiểu theo một cách hàn lâm ý, thì NFT hay còn gọi là Non-Fungible Token là một loại tài sản số được sử dụng công nghệ blockchain tương tự như Bitcoin để tạo ra một chuỗi mã độc nhất đại diện cho một vật phẩm nào đó và không thể thay thế được. Các chuỗi mã này thường được dùng để định danh phiên bản số của các tác phẩm nghệ thuật, bài hát hay là một hiện tượng mạng. Nếu mà nghe nó vẫn quá khó hiểu thì bây giờ mình lấy một ví dụ đơn giản như thế này nhé. Mình có một quả táo. Quả táo này cũng như hàng triệu quả táo bình thường khác trên thế giới. Tuy nhiên thì mình lại sở hữu một con tem độc nhất vô nhị và mình gắn nó vào quả táo của mình. Vậy là bây giờ quả táo của mình đã trở thành một quả táo độc nhất và không giống một quả táo nào khác nữa rồi. Vậy thì việc này nó cũng tương tự như việc một loại tài sản số được tạo ra và nhờ vào công nghệ blockchain nó được gắn liền với một chuỗi mã duy nhất và tài sản số đó sẽ được gọi là một NFT. Một NFT thì có thể đại diện cho bất cứ thứ gì, ví dụ như là một bức ảnh, một bức tranh, bài hát, vân vân và mây, nhiều lắm. Những đặc tính nổi bật nhất của NFT mà chúng ta có thể kể đến như là: thứ nhất là chúng không thể phân chia. NFT đặc biệt ở chỗ không thể chia nhỏ hơn. Khác với tiền mã hóa, bạn có thể chia chúng và giao dịch dưới dạng phần số. Thứ hai là chúng không thể bị làm nhái hay phá hủy. Mỗi NFT đều độc nhất và tất cả dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng blockchain đều thông qua hợp đồng thông minh và không phụ thuộc vào bất kỳ công ty nào cả. Và cuối cùng là nó có thể xác minh. Bất kỳ ai cũng có thể truy vấn ngược lại ai là chủ của tác phẩm đó mà không cần bên thứ ba. Đó là nhờ vào việc lưu trữ dữ liệu trên nền tảng blockchain minh bạch. NFT cũng có tính ứng dụng đa dạng khi có thể được sử dụng để tạo ra các tài sản số độc nhất vô nhị. Có rất nhiều NFT có giá trị do tính độc nhất cũng như giá trị sưu tầm mà nó đem lại. Có thể có 100 bức tranh giống nhau, tuy nhiên trong đó chỉ có một bức là NFT mang số liệu trùng khớp với bản gốc của tác giả mà thôi. Độc đáo là vậy, tuy nhiên thì NFT cũng tiềm ẩn những nguy cơ về rủi ro cho những người mua nó. Thứ nhất, do đây là một loại tài sản mang tính đầu cơ, nên việc có một viễn cảnh khi không ai thèm ngó ngàng đến các NFT nữa và giá tụt thảm hại thì khối anh em sẽ trở thành người nhện bất đắc dĩ. Do tự nhiên chả hiểu sao mình lại biết đu đỉnh. Thứ hai, việc tạo ra một NFT ở thời điểm hiện tại không còn quá khó khăn, nên chúng ta sẽ thấy nhan nhản các NFT trên mạng. Và có một tình trạng tiêu cực ở đây là việc thét giá vô tội vạ của người bán. Anh em nào mà không tìm hiểu kỹ, mua bất chấp thì khả năng lĩnh hội được chiêu bán tơ đu đỉnh của người nhện rất là cao đấy. Thứ ba, dù không thể làm nhái được các thông số của NFT, nhưng vẫn có những hình thức lừa đảo tinh vi, mạo danh thông tin cá nhân của người bán. Vừa rồi là tất cả những nội dung mà mình muốn truyền tải trong clip, dưới một góc nhìn đơn giản và dễ hiểu. Hy vọng sau video thì mình đã giúp mọi người hiểu rõ hơn NFT là như thế nào nhé. Nếu video còn thiếu điểm mấu chốt nào thì mọi người đừng ngại comment phía dưới video giúp mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau trên channel của mình.